Rồi, Hiện Tiên xin chào quý bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên. Thì bây giờ là mấy anh đang vào bên trong để mà di chuyển, tức là di chuyển rạp ra phía bên ngoài của chú anh chị. Đó là sân khấu là đem ra ngoài này hết luôn. Giờ ra ngoài. Này khiêng được không ta? Hai dở dở xuống luôn. Khiêng không? Này khiêng chắc được đâu? Nặng lắm á. Nặng hả? Ở bữa nay đông anh em mà. Ở dưới dàn sườn. Dàn sườn hả? Không, dàn sườn lại là em đi lắc. Đâu nổi. Ờ. Phải hạ xuống. Vậy phải hạ xuống. Ừ. Vậy nếu mà đem ra là tổng cộng là như 5 rạp ha. 5 ô. 5 ô là 5 x 4 là như 20 mét. Mét là rạp bự. 20 mà nhân cho 8 hả? 20 mà nhân 8. Ôi, ôi, xe ship, xe ship, xe ship xuống. Anh. Xe ship hả? Xe ship xuống. Đó, đúng mấy đường ha. À, ship xuống ha. Ship xuống. Đây là ship phụ. Đấy, ship hay đi xe này nhỉ? Cô chú anh chị. Còn là ship không? Ngoài nhiên xuống vậy nè. Nấu ra là một cái vấn đề mà che gạp đó cô chú. Đó, cô chú anh chị. Gạp 3D là giờ ra là che cái khúc này. Đèn à. Ship xuống giám sát của chú anh chị. Ship rất là ngại ghi hình. Dạ, mỗi rồi. Lần mà ship phụ mà thấy mình đó là phát liền phải không? Phát tay liền. Phát tay liền. Đó. Ship xuống đây là để nấu. Không, nhưng mà em nghĩ là hôm nay chắc không có phát đây. Tại vì đây là có sự kiện, hiểu không? Chứ không phải là hâm một cách bình thường. Đó, có sự kiện mà. Để giờ qua đây ha, 5 rạp. Ước hết trơn rồi. Rồi. Ước hết trơn rồi. Ước hết rồi. Gãi như là sáng cho anh tắm sớm đi. Cho anh tắm sớm cho mát. Đang hầm mà. Ước hết trơn luôn. Mày đi ra phía ngoài. Vậy là bây giờ dựng rạp ra hết ha. Đó, bây giờ là rạp thì bên đây là cũng đã xong của chú anh chị. Hiện tại thì đang chờ rạp ở phía bên trong. Và mấy anh bây giờ đang gỡ ra để mà đem ra phía ngoài dùng. Để nói thêm cô chú anh chị là sẽ rất là dài nha. 1 căn, 2 căn, 3 căn. Là sẽ tới 5 căn rạp của chú anh chị. Đó. Đó cô chú anh chị. Đó, ngày mai là sẽ rất là đông cô chú anh chị về đây viếng thì và tham dự một cái đại lễ Du Lan ở mộ của chú Vũ Linh cũng như là trên Linh Hoa Tệ Đàn. Thì rất mong cô chú anh chị có thể cẩn thận đó, mình nên cẩn thận nha, những cái trang sức cũng như là những cái mà có giá trị của chú anh chị. Đó thì hôm nay là có mấy ship đến đây để mà xem tình hình của chú anh chị. Thì bây giờ mình sẽ vào bên phía trong. Ô, bà con tới nữa kìa. Đó, cô chú anh chị, bà con tới nữa rồi. Đi bộ. Này là gì ta? Mà sao thấy mọi người là đang đứng rất là đông. Bữa nay chị qua đây luôn hả? Bữa nay qua đây hỗ trợ. Cố lên chị ơi. Biết có cái gì ta? Không chị, nay em không có đốt thuốc cho chú nữa, nay chú tu rồi, về núi rồi.
nước rồi cô chú anh chị, rất là đông. Rồi mấy anh bây giờ đang hạ hạ rồi cô chú anh chị ơi. Mấy anh đang hạ để chuẩn bị dời rạp ra phía ngoài cô chú anh chị. Rồi bây giờ là xếp lên xe rồi cô chú anh chị ơi đó. Rồi xếp lên xe đi rồi đó. Xếp hay đi xe này lắm. Ở phía bên trong là đang có khán giả đến cô chú anh chị, khán giả lớn tuổi. Dạ cụ ông cô chú anh chị. Ồ xin đi luôn cô chú anh chị ơi. Lên mới được như vậy cô chú anh chị, quá đỉnh luôn. Đó, mấy anh đang lên lại cô chú anh chị. Có chừng xe sau nha, nãy thấy có hai chiếc đi qua rồi đó. Quá lớn luôn cô chú anh chị ơi. Ơi. Lủi về phía mình không? Có thò. Cô chú anh chị. Người ta rút kinh nghiệm cái ngày chị cho cậu á, ta dậm đạp trên các ngôi mộ. Cái này là không có dậm đạp rồi đó. Hỏi ai dậm đạp ai á. Nếu mà vô sân khấu mà ở trong đó là có khả năng biết, vô biết thôi. Ủa sao em nghe mùi cà phê ở đâu ta? Mình chỉ có một cái hướng nhìn lên thôi, còn mình
kia thì nó nhiều thứ quá. Hèn gì nghe một cà phê. Chồng em ăn kẹo, con trai em ăn. Wow, bây giờ là ráp vô ha. Quá hoành tráng. Bây giờ là chuẩn bị ráp vô của chú anh chị. Dồn rạp. Rồi cái video của Hồng Tiên đến đây kết thúc. Thì chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha.